Mũi của phụ nữ có số giàu sang hưởng mệnh phú quý trọn đời. Hoan hỷ kính chào quý anh chị đã đến với chương trình Nhân tướng học của Phong thủy Gia Cát trực thuộc công ty kiến trúc Phong thủy Lộc Tài. Quý vị thân mến, theo nhân tướng học, mũi tượng trưng cho thổ tinh, núi không ngại cao, đất không ngại dày mới có thể sinh sôi vạn vật. Nếu thổ tinh xấu, vạn vật sẽ không có nơi phát triển, vì thế mà khô héo úa tàn. Theo nhân tướng học, mũi tượng trưng cho thổ tinh, núi không ngại cao, đất không ngại dày mới có thể sinh sôi vạn vật. Nếu thổ tinh xấu, vạn vật sẽ không có nơi phát triển, vì thế mà khô héo úa tàn. Qua nghiên cứu trong nhân tướng học, những tướng mũi sau được xem như báo hiệu người sở hữu ắt sẽ có cuộc sống giàu sang phú quý bất ngờ. Mũi rồng. Đặc trưng của tướng mũi rồng là sống mũi thẳng cao nhưng lại không lộ cốt, đầu mũi tròn đều, lỗ mũi kín. Người sở hữu tướng mũi này vốn tính tình ngay thẳng, làm việc chăm chỉ cẩn thận. Họ cũng là người đối đãi với bạn bè vô cùng hào phóng, luôn tự nghĩa và biết giữ chữ tín nên cả đời nhân duyên vô cùng vượng. Đây là một trong những tướng mũi phú quý, là nét tướng quý giúp cho sở hữu cả đời tài vận hanh thông, không chỉ gặp nhiều may mắn và phúc lộc thọ còn vẹn toàn. Mũi túi mật. Nếu sở hữu tướng mũi túi mật, chúc mừng bạn vì đây là một dạng tướng mũi có số phú quý bẩm sinh. Đặc điểm của tướng mũi này là đầu mũi tròn đầy, sơn căn, phần gốc mũi nằm ở hai đầu mắt hơi hẹp. Phần sống mũi cao dần và đến chóp mũi thì tròn trịa, nảy nở thành một cục tròn lớn trông như túi mật treo. Theo tướng học, tướng mũi túi mật được xếp ngang hàng với tướng mũi rồng và trên mũi sư tử. Người có dáng mũi này đa số tiền vận không được trọn vẹn, nhưng hậu vận lại được sung sướng, giàu sang bất ngờ. Đặc biệt, vận tiền tài của người này không phải tự dưng mà có được, mà là qua một quá trình phấn đấu lâu dài. Mũi sư tử. Mũi sư tử là tướng mũi dày, đầy đặn, phần chóp mũi đặc biệt là phát triển tròn trịa, cánh mũi phát triển nảy nở, phân biệt rất rõ so với thân mũi. Lỗ mũi lớn nhưng không lộ, nhìn thẳng, toàn bộ mũi phát triển bề ngang ở khu vực phía dưới. Tướng mũi sư tử được cổ tướng học xếp vào loại mũi thành tựu. Người có dáng mũi này sở hữu thêm lông mày, mắt và thân thể, mang các đặc tính tổng quát của sư tử sẽ là tướng đại phú quý. Những người này được trời phú ắc quan sát vô cùng nhạy bén, có thể gây dựng nghiệp lớn bằng chính năng lực của mình. Phụ nữ có mũi sư tử thường thì trí tuệ hơn người, năng động, hoạt bát, có tài lãnh đạo. Nhờ trí tiến thủ và sự chú tâm trong khi làm việc, họ có thể làm nên đại nghiệp, thậm chí là giàu có tổ bậc. Đặc biệt từ sau tuổi 30, họ dễ dàng công thành danh toại, con cái đề huề, cuộc sống viên mãn. Mũi củ tỏi. Đặc trưng của loại mũi này là sống mũi bằng và nhỏ, hai bên đầu mũi và cánh mũi nở ra nhưng lỗ mũi lại nhỏ. Người có tướng mũi củ tỏi thường tính tình ngay thẳng, biết tiết kiệm chu toàn cho gia đình. Lúc còn trẻ, những người này có thể gặp trắc trở, song vận khí đến trung niên sẽ phát tài phát lộc. Tướng mũi củ tỏi kết hợp với ngũ quan tròn trịa đầy đặn còn là tướng vượng phu. Phụ nữ sở hữu tướng mũi này sẽ giúp chồng con gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp, công việc sẽ dễ dàng suôn sẻ, nhanh thăng tiến. Mũi hổ. Tướng mũi hổ là đầu mũi to, tròn, lớn, che hết toàn bộ lỗ mũi, hai cánh mũi thẳng nhau không lệch, không chếch. Đây là tướng mũi hiếm. Người sở hữu tướng mũi này không những có quyền có thế, có tài có lộc mà danh tiếng cũng rất tốt. Người có tướng mũi này cả đời luôn được tôn trọng kính nể. Tướng mũi này chủ về thịnh vượng phú quý, ít người bì kịp, tiền vận và trung vận sôi nổi, hậu vận an nhàn. Nối tiếp chương trình ngày hôm nay, Phong thủy Gia Cát sẽ tổng hợp cho anh chị những con giáp khi mà có những đặc điểm trên sẽ càng có may mắn trong năm 2020, có thể sẽ gặt hái được nhiều thành tựu đáng ngưỡng mộ, tiền tiêu không hết, còn tình duyên thì viên mãn. Đứng đầu trong danh sách lần này của chúng ta đó chính là mệnh chủ tuổi Thìn. Tam hợp thái tuế quý nhân vượng, những mệnh chủ tuổi Thìn nếu có những đặc điểm trên sẽ rơi vào năm Canh Tý 2020 tương hợp với thái tuế, được quý nhân tương trợ, cho nên về tổng thể mà nói là vận thế không tệ.
Những mệnh chủ tuổi Thìn năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp có thổ khí nên cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh và quốc ấn trợ mệnh giúp cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài thái tuế để nghênh đón thái tuế, chiêu mời các tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Về mặt tài vận, lưu niên thiên can canh kim, sinh vượng, địa chi tí thủy là chính tài. Tài tinh lại hợp thân, cho nên với những mệnh chủ tuổi Thìn trong năm nay được coi là năm của tài tinh. Chính tài nói về thu nhập, đồng lương của người công chức, cho nên trong năm nay vận về tài lộc tương đối hanh thông. Mệnh chủ yếu nhận được tài lộc từ công việc chính của mình, những công việc phụ sẽ không có thêm nhiều thu nhập cho bạn. Còn về mặt tình cảm, chính tài sinh quan, nam nữ mệnh chủ tuổi Thìn đều được người khác giới ái mộ và yêu quý, vận đào hoa tương đối tốt. Những người độc thân thì nên nắm bắt cơ hội này. Điều cần nhắc nhở là vào năm Canh Tý bị lưu niên thiên can tiết thân lại gặp hoàng phân tinh, cho nên năm nay dễ những bệnh mãn tính hoặc là nguy cơ mắc các bệnh khác tiềm tàng, dẫn đến sức khỏe không được lý tưởng, phải hao tài tốn của cho bệnh tật. Khuyên bạn nên dùng vật phẩm cát tường phong thủy để hóa giải, gặp hung, hóa cát, được bình an, mạnh khỏe trong năm. Nếu như có vật nuôi trong nhà cũng cần chú ý đến sức khỏe và vệ sinh để tránh vật nuôi bị bệnh tật lây nhiễm. Ngoài ra, hãy luôn mang theo bên mình bát bảo tâm kinh để gặp hung, hóa cát. Và tiếp theo trong danh sách sẽ là gia chủ tuổi Sửu. Tiến sang năm 2020, vận trình của người tuổi Sửu nếu có những đặc điểm trên sẽ có khá nhiều thay đổi. Canh thổ tuế can lộ xuất thương quan, thái tuế tí thủy tọa tại thứ tài các tinh, thương quan sinh thứ tài, mà thái tuế tí và con giáp Sửu tạo thành cục diện nhị hợp nên sẽ có nhiều tin vui báo về. Vì con giáp tí Sửu là tương hợp, nhiều cơ hội hợp tác phát triển. Vì vậy, năm Canh Tý 2020, mệnh chủ tuổi Sửu nên tận dụng cơ hội để xây dựng mối quan hệ tốt, đặt nền tảng cho sự phát triển các mối quan hệ giữa cá nhân, sự nghiệp trong tương lai sẽ rất cát lành. Về mặt công việc, sự xuất hiện của Thái Dương, Ngọc Đường, Bản An, Thiên Xá và Thiên Y cùng xuất hiện có lợi cho vận trình phát triển sự nghiệp của mệnh chủ tuổi Sửu. Đây là một năm có nhiều cảm xúc trong công việc của mình và có thể nhận được sự ưu ái giúp đỡ của quý nhân. Tử vi năm 2020 của tuổi Sửu cho thấy, con giáp này nếu hợp tác làm việc thì hiệu quả công việc sẽ tăng cao. Các kế hoạch đề ra cũng chỉn chu hơn, nhất là những ai làm kinh doanh buôn bán thì càng thấy rõ và mức lợi nhuận tăng lên rõ rệt. Thứ tài vượng có lợi cho các dự án thủy lợi hay ẩm thực, tài lộc về nhà nhiều như nước, bản mệnh kiếm được tiền bằng chính tài trí của mình. Hơn nữa, tài lộc toàn tự tìm đến với tuổi Sửu, chứ con giáp này chẳng cần phải tìm kiếm mất thời gian. Tài lộc bất ngờ, hoạnh tài và các khoản đầu tư đều thu được nguồn lợi lớn, con giáp này dễ dàng có tiền trong tay. Tuế can lộ xuất thương quan, trong công việc cần lưu ý kẻo vướng họa khẩu thiệt thị phi, hãy cẩn trọng với hành động và lời nói của mình. Tốt nhất là nói ít làm nhiều để hạn chế nói nhiều, nói sai mà bị hiểu lầm hoặc bị kẻ tiểu nhân xúc xỉu. Vậy nên, hãy luôn mang bên mình pháp khí hộ thân kim bài thái tuế để nghênh đón quý thần, hóa giải hung tinh, trọn đời luôn được may mắn bình an. Trong năm phạm tam tai, con giáp này còn có thể đón nhận những tin chẳng mấy tốt lành. Tuy nhiên thì chỉ ở mức độ nhẹ, bản mệnh có thể do sự thiếu quyết đoán không đủ tự tin cũng sẽ dẫn đến thất bại khó tránh. Nên chủ động tích cực trong việc thể hiện mình, nắm giữ thời cơ thì sẽ dễ dàng có được mục tiêu mình mong muốn. Trong năm, chuyện học hành thi cử của những chú trâu vô cùng tốt, thành quả đạt được không ngoài kỳ vọng, không phụ công học hành vất vả suốt một thời gian dài của bản mệnh. Hãy tích cực cố gắng học hành cho tốt, chịu khó tham gia các kỳ thi để trau dồi thêm kinh nghiệm và kiến thức cho mình, đặt nền móng vững chắc cho những thành công về sau. Tuy nhiên, trong năm thủy khí quá vượng do chịu ảnh hưởng của thái tuế tí thủy, con giáp này dễ cảm thấy áp lực và nặng gánh, khiến cho tinh thần căng thẳng, không được dễ chịu thoải mái. Điều này không có lợi chút nào cho sức khỏe của mệnh chủ, nên tìm cách để công bằng giữa công việc và cuộc sống, làm việc chăm chỉ nhưng cần phải nghỉ ngơi, giải trí phù hợp, tự tạo ra niềm vui và cảm hứng cho mình, có thế mới tránh được những tác động xấu đến sức khỏe.
hàng ngày thì nên dành thời gian để tập luyện thể dục thể thao, tăng cường sức đề kháng, cũng như là đừng quên tâm sự chia sẻ với người thân gia đình, vừa tăng tình đoàn kết mà còn vừa có thể điều tiết được cảm xúc của mình. Để được bình an trong cuộc sống, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam ở quý nhân Tị, Dậu, Sửu. Xếp hạng thứ 3 trong danh sách của chúng ta đó là các mệnh chủ tuổi Thân. Tam hợp quý nhân có nhiều giúp đỡ cho sự nghiệp hanh thông, cơ hội cầu tài càng nhiều hơn. Năm 2020, Thái Tuế Tý Thủy là tam hợp quý nhân của người tuổi Thân, vận thế tổng thể coi như không tệ, nhưng cũng không nên quá lạc quan. Về mặt sự nghiệp có lợi chính là tam hợp với chi năm. Hơn nữa, Thái Tuế là thương quan của tuổi Thân, điều này có nghĩa là mệnh chủ tuổi Thân có nhiều cơ hội hợp tác không tồi. Được Thái Tuế tương trợ nên vận hạn năm 2020 của những mệnh chủ tuổi Thân rất cát lành. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay vượng về vận quý nhân, nhất là vào các tháng 3, 6, 7, 9 và 10 âm lịch. Về sự nghiệp thì cũng được nở mày nở mặt, chỉ cần cố gắng có chí tiến thủ, ắt sẽ có thành quả tốt. Có sự xuất hiện của tướng tinh trợ mệnh giúp ích cho những ngành nghề như văn thư, nghiên cứu khoa học, sáng tác nghệ thuật, thiết kế rất nhiều. Năm nay, hãy sử dụng kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế chiêu mời cát tinh, hóa giải toàn bộ hung tinh của năm 2020. Vận quý nhân tương đối vượng, mọi việc đều có sự trợ giúp, không chỉ tâm thân vui sướng, năng lực của bản thân được phát huy, sẽ càng xuất hiện không ít cơ hội thăng tiến vì là năm sự nghiệp hanh thông quyền thế, thu nhập đều có đột phá. Hơn nữa, tứ lục văn xương tinh đến là khôn của Thân. Một vài người làm nghề tự do kinh doanh buôn bán văn nghệ, thiết kế đang có chủ tính, thực hiện các dự án thiết kế, phát huy sáng tác sẽ có biểu hiện tốt hơn. Bất lợi đó chính là bạch hổ chỉ bối địa sát, dễ mang đến cho tuổi Thân một vài khẩu thiệt thị phi, cần hết sức tránh và giảm thiểu những tổn thất không đáng có. Về mặt tình cảm thì Thái Tuế thương quan hợp Thân, mệnh chủ tuổi Thân có vận thế trong năm nay rất vượng về nhân duyên, có thể chủ động bỏ ra công sức, tình cảm, cuộc sống sẽ nhiều sự ngạc nhiên và lãng mạn hơn. Các bạn nam nữ tuổi Thân trong năm nay có mối quan hệ xã giao cũng rất tốt, ngoài ra thì có lợi cho việc mang bầu và làm ấm hơn tình cảm trong gia đình. Nhưng vì thương quan bất lợi cho phu tinh nên với những bạn đơn thân nên kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp để nửa kia xuất hiện, không nên nóng vội. Mệnh chủ tuổi Thân năm nay hợp Thái Tuế cơ hội rất nhiều, tuy gặp quấy rối bất lợi của hung tinh nhưng chỉ cần có lòng tin kiên định thực hiện, biểu hiện năng lực của bản thân cho thật tốt, tích lũy trí tuệ, kinh nghiệm sẽ có được phần thưởng cùng với sự tôn trọng xứng đáng. Để hóa giải vận hạn, tăng cường thêm tài lộc may mắn cho năm 2020, bạn hãy sử dụng vật phẩm phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam ở quý nhân Thân Tý Thìn theo sự hướng dẫn của chuyên gia phong thủy để hộ thân, tăng cường tài lộc của mình. Tiếp theo trong dòng sách của chúng ta đó chính là những mệnh chủ tuổi Dần. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, nếu con giáp này mà có những đặc điểm như đã nêu ở trong phần 1 thì trong năm không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xẻo lận đận. Năm Canh Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan, Thái Tuế Tý Thủy có chính ấn trợ mệnh tương sinh cho Tuế Can Canh Kim, giúp cho bản mệnh gặp thêm may mắn. Để được Thái Tuế tương trợ và gặp nhiều may mắn hơn, hãy luôn mang theo bên mình kim bài Thái Tuế năm 2020 để được quý thần tương trợ, tăng cường cát tinh, hóa giải hung tinh, mang lại may mắn bình an trong cuộc sống. Xem vận trình sự nghiệp của tuổi Dần năm 2020, về cơ bản con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận cho mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái nâng đỡ của cấp trên. Điểm đặc biệt trong năm Canh Tý này đó là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay là điều chuyển vị trí thích hợp có được ở mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song con giáp này cần phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có bởi Thái Tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ cho cơ hội chứ không cho may mắn. Ngoài ra thì Thái Tuế là Tý Thủy, là chính ấn tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho sự giúp đỡ hỗ trợ của những trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi hơn trong các dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay là kinh doanh mặt hàng ẩm thực, ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh nhưng nhờ có các tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của Thái Tuế nên không gây ra quá nhiều hậu quả nghiêm trọng.
Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những trận kinh sợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Mới thoát khỏi hạn thái tuế nên vận trình ban đầu còn nhiều gian nan lận đận. Vậy nên, người tuổi Dần cần phải sử dụng pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh và vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất luôn mang theo bên mình để tăng cường quý thần tương trợ, hóa giải thị phi và kích hoạt tài lộc cho người tuổi Dần năm 2020. Trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cầu hung tinh chiếu mạnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ chơi một mình, hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như mèo hay là chó để tránh những thương tích không đáng có. Tử vi năm 2020 cho thấy sự nghiệp của tuổi Dần có thiên ấn và chính ấn cùng trợ mệnh, học hành thi cử lấy bằng cấp, chuyển việc xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh. Cần phải chủ động tìm kiếm, nắm giữ cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Và cuối cùng trong danh sách lần này, đó chính là những mệnh chủ tuổi Tỵ. Tuổi Tỵ phần nào chịu ảnh hưởng của thái tuế ngũ hành xung khắc nên phải gánh trên vai khá nhiều áp lực, nhất là về vấn đề kinh tế. Bản mệnh có thể sẽ bị chèn ép và hạn chế rất nhiều, có cơ hội nhưng khó bề nắm bắt, sự nghiệp cũng không được như ý. Trong năm Canh Tý, tuế can canh thổ lộ xuất chính tài, thái tuế Tý Thủy gặp chính quan tinh, Tý Thủy và Tỵ Hỏa xung đột mạnh, về phần vận khí sẽ gây nhiều khó khăn về phía những chú rắn. Để mọi việc được viên mãn, hóa giải xung sát do thái tuế ảnh hưởng tới mình, mệnh chủ sẽ cần luôn mang theo bên người một kim bài thái tuế. Thời gian này, bản mệnh có khá cơ hội tiếp cận với tài lộc, thường là những mối buôn bán nhỏ lẻ hay là việc làm thêm tăng thu nhập, tài lộc tuy nhỏ nhưng tích tiểu thành đại. Có điều may mắn thường như cát trượt qua tay, khó lòng nắm giữ. Về phương diện sự nghiệp, con giáp này không được cấp trên ưu ái phát triển năng lực của mình. Bản mệnh muốn thể hiện bản thân nhưng không được trao cho cơ hội. Ngoài mặt không phải chịu áp lực gì nhưng với con giáp này đó lại là áp lực vô hình khi mà mọi thứ cứ sậm chân tại chỗ. Tuổi Tỵ thường lo sợ việc mình trở nên vô hình trong mắt người khác, luôn nỗ lực để gây ấn tượng và xây dựng chỗ đứng cho bản thân. Tuy nhiên điều này sẽ mang tới nhiều sự bất mãn cho bản mệnh. Đòi hỏi cần phải bình tĩnh, giữ cho đầu óc sáng suốt, tìm cơ hội chính xác để chuyển mình đổi vận. Thái tuế năm 2020 cũng mang theo không ít hung tinh gây xung sát cho tuổi Dần, chủ yếu gây họa tán tài hao lộc và mất đoàn kết giữa các thành viên trong gia đình, lục đục nội bộ. Ngoài ra thì những người cầm tinh con giáp này cần nhớ kỹ, năm Canh Tý chớ nên chủ quan tham gia đầu tư mạo hiểm hay cờ bạc đỏ đen. Thái tuế ngự tại chính quan cho thấy sự hiện diện của chính nghĩa cũng là đại diện của pháp luật, đi trái với vận mệnh mà làm trái pháp luật thì chắc chắn sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề, không chỉ mất tiền của mà còn nguy cơ vướng vào vòng lao lý. Năm Tý Thủy còn tượng trưng cho sự tiêu cực, bất cẩn trong suy nghĩ và hành động do bị hỏa khắc chế, có thể sẽ gây ra áp lực lớn về mặt tinh thần hay là gây ra vết thương ngoài da. Tim mạch không được tốt sẽ ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của con giáp này. Bản mệnh dễ nổi nóng, bốc đồng, chịu thiệt nên suy nghĩ kỹ trước khi hành động, giữ cho mình lạc quan, yêu đời, tự tin vào bản thân mình. Dù có chuyện gì xảy ra, con giáp này đang nỗ lực hết sức để gây dựng chỗ đứng cho bản thân. Để bổ trợ thân mệnh cho gia chủ, kích tài nạp phúc, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức cho mệnh chủ, giúp công việc làm ăn của gia chủ được thuận lợi, hanh thông, thành công trong sự nghiệp, mệnh chủ cần mang theo bên người một trang sức trợ mệnh, đó là Bát Bảo Tâm Kinh hoặc Minh Quang Pháp Bảo. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi chi tiết của tuổi quý anh chị, hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi. Để lại thông tin mong muốn của mình phía dưới ô bình luận, thầy Gia Cát cùng với đội ngũ trợ lý của thầy sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.